Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Minga Studio. कोना शब्द बहता वक्त बाकी व्याकरण है सख्त मेरा तख्त है मेरा तख्त है ये आमरण वो आगमन या हो भ्रमण परिक्रमा हजार है चार है क्या चांद उसके पास जो मिसाल है सवाल है ना है जवाब ये ख्याल से नवाब है हम ने भी सही हूँ तो क्या बैंक ट्रेन नहीं चूंग रिमिस ने Trước khi bắt đầu vào bài học thì biết rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ học ngay thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ chỉ tay một cái, sau đó mình đặt 1, 2 và 3. Cùng lúc đó là mình sẽ đánh hông luôn nha. Đặt và đặt và đặt và đặt. Ok, sau đó mình sẽ đặt tay qua 1, 2 là mình đóng ngược lại như thế này. 1, 2. Rồi, sau đó mình đấm hai tay qua 3, 4 là mình sẽ đi hông qua 3, 4. Rồi có chữ chạy đi là mình vẫn sẽ tiếp tục đánh hông như vậy ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8 là mình sẽ gạt qua hai bên như thế này. Ok, mình đếm lại nha. 5, 6, 7, đi, chỉ tay, đặt tay, trái tim và mở. 1, 2, úp, 3, úp, 4, 5, 6, gạt, 7, gạt, 8. Sau đó mọi người sẽ hất lên và đấm vào 1, 2 như thế này, đặt tay, 3, 4 là lúc đó mình sẽ lùi chân lại và đưa phần chân bên phải lên trên. Rồi đánh hông lên một cái. Lần thứ hai là mình sẽ đặt hai tay lên ngực. Và lần thứ ba là chắp chắp hai cái như thế này. Rồi và thả tay xuống như thế này. Sau đó động tác cuối cùng là mình mở và qua và mở và qua. Phần ngực mình sẽ mở lên như thế này. Ok, nếu mà bạn nào chưa biết làm phần hông và phần ngực đánh như thế nào thì Vin sẽ để video ở đây nha. Ok, bây giờ mình sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ok, yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong vũ đạo của ca khúc Trú Mưa rồi. Thì biết rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được nha. Nếu trong quá trình học mọi người cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Vin hướng dẫn bài hát nào mới thì hãy comment ngay bên dưới để Vin có thể biết nha. Đừng quên like và share video giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.